Ba con giáp xui xẻo trong tháng 7, không mất tiền thì tình cũng tan. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, sau Tết Đoan Ngọ thì có ba con giáp gặp vận đen liên miên, họ cực kỳ xui xẻo. Ba con giáp này sẽ gặp những vận hạn không đâu từ trên trời rơi xuống, khiến cho nhiều lúc cảm thấy kiệt sức sau Tết Đoan Ngọ năm 2020. Sau Tết Đoan Ngọ thì ba con giáp kém may mắn thường xuyên gặp phải những chuyện xui xẻo nên họ cần phải thật cẩn thận để tránh họa phá tài. Đó là những con giáp nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Tuổi Dần là một trong ba con giáp xui xẻo nhất sau Tết Đoan Ngọ vì trong khoảng thời gian này vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh. Đặc biệt là trong công việc và vấn đề tài chính. Mặc dù khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là 3 tháng đầu năm Canh Tý 2020, tuổi Dần có thể có những tháng ngày bình yên, thu nhập tăng số. Nhưng tử vi học có nói, khoảng thời gian từ sau Tết Đoan Ngọ sẽ là lúc thử thách sự chịu đựng của họ. Tuy tuổi Dần vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn, luôn chân luôn tay, nhưng những gì họ thu về thì sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, tuổi Dần còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu. Trong công việc thường ngày thì tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Điều này khiến cho bản mệnh bị áp lực, sức khỏe, thể chất và tinh thần đều bị hao hụt. Từ đó mà tài chính bị suy giảm đáng kể, khiến cho tuổi Dần thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn bản tính thông minh, nhiệt huyết với công việc và rất đáng tin cậy nên được lòng đồng nghiệp cũng như là cấp trên. Năm Canh Tý 2020 được đánh giá là một năm khá tuyệt vời với tuổi Thìn khi mà chuyện công việc lẫn tình cảm đều được như ý muốn. Tuy nhiên, sau Tết Đoan Ngọ lại là khoảng thời gian tuổi Thìn nên cẩn thận, đặc biệt là trong chuyện làm ăn để tránh họa phá tài. Theo tử vi học thì tuổi Thìn là một trong ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ vì trong khoảng thời gian này, tài vận của tuổi Thìn không ổn định, không thuận lợi trong việc đầu tư và gặp nhiều thị phi trong vấn đề tiền bạc. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm, tuổi Thìn và đối phương cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có. Do đó, trong khoảng thời gian này, tuổi Thìn không nên đầu tư mạo hiểm, chi tiêu quá đà, mà nên chỉ tiếp tục nỗ lực và làm việc cố gắng, giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chờ tới giai đoạn may mắn vào dịp cuối năm mới. Tiếp theo đó là tuổi Thân. Vận trình của tuổi Thân xuống dốc không phanh từ công việc tài chính cho tới chuyện tình cảm, sức khỏe. Cụ thể, công việc của người tuổi Thân luôn gặp phải nhiều trở ngại, dù có cố gắng bao nhiêu nhưng kết quả đạt được đều không như ý nguyện. Tổng thu nhập của tuổi Thân thì giảm hẳn một nửa so với tháng trước, nên bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng túng thiếu, thậm chí phải đi vay mượn khắp nơi. Chưa hết, những cặp đôi đang yêu nhau có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi khiến cho đường ai nấy đi. Những người đã kết hôn thì gia đình cũng chẳng mấy được êm ấm, có thể là do vợ chồng tranh cãi hoặc phải đi giải quyết những rắc rối do con cái gây ra. Do đó mà khó khăn, nối tiếp khó khăn nên sức khỏe của tuổi Thân bị ảnh hưởng ít nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ vậy, tuổi Thân cũng nên thận trọng trong những căn bệnh về đường tiêu hóa như là đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa. Chính vì những lý do trên mà tuổi Thân trở thành một trong ba con giáp xui xẻo từ sau Tết Đoan Ngọ đến cuối năm, nên cẩn thận trong mọi việc để có thể hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể gặp phải. Quý vị thân mến, trong tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số, không ai giống nhau, sự thành công của con người 7 phần đến từ nỗ lực và cố gắng không ngừng. 3 phần còn lại là vận may trời ban. Do đó mà đôi khi chỉ cần thiếu đi một chút may mắn cũng có thể khiến cho một người mất đi cơ hội để phát tài đổi vận. Sau Tết Đoan Ngọ này, có 5 con giáp được lộc trời cho, phát tài phát lộc, may mắn khiến cho nhiều con giáp khác phải ghen tị với mình. Đó là những con giáp nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung. 5 con giáp phát tài trong tháng 7, thân tài gõ cửa rồn rập, tình yêu nở hoa. 1. Tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, nhanh nhẹn, độc lập trong mọi chuyện và khả năng xử lý tình huống khéo léo.
Tuy nhiên, tuổi Tý cũng là những người thích thay đổi và mạo hiểm, sẵn sàng tìm tòi cái mới để thử thách bản thân, nên cuộc sống của họ luôn có nhiều điều thú vị, mới mẻ nhưng khá là chật vật trong vấn đề tài chính. Tuy nhiên, sau Tết Đoan Ngọ thì cuộc sống của tuổi Tý sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Do liên tục phát hiện ra những thiếu sót của mình, biết cách điều chỉnh kịp thời nên tuổi Tý tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống. Bên cạnh đó, nhờ vận quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của tuổi Tý sẽ thăng tiến phát triển không ngừng trong thời điểm này. 2. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu vốn tính thật thà, chăm chỉ và là người có trách nhiệm cao trong công việc. Trong thời gian trước thì tuổi Sửu cố gắng không ngừng nghỉ nhưng thu nhập chỉ đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên, sau Tết Đoan Ngọ, tài vận của tuổi Sửu như bước sang một trang mới. Và đây được cho là một tháng khá là may mắn đối với tuổi Sửu khi mà cả công việc lẫn tình yêu đều vô cùng rực rỡ. Trong công việc thì tuổi Sửu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao nên được cấp trên tín nhiệm yêu quý, cấp dưới nể trọng. Điều này tạo bàn đạp cho tuổi Sửu phát triển sự nghiệp sau này. Về tình cảm thì do tuổi Sửu là những người chu đáo nên bạn sẽ không lúc nào khiến cho đối phương phật lòng. Nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận. Tuy nhiên thì tuổi Sửu nên cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn, tránh để tình trạng sức khỏe sa sút. 3. Tuổi Mão. Trời sinh những người tuổi Mão vốn sống tình cảm, luôn biết nghĩ cho người khác và sống không quá tham vọng. Họ chỉ cần một cuộc sống bình an hạnh phúc là đủ rồi. Tuy nhiên thì không phải vì vậy mà tuổi Mão không cố gắng sống cho hôm nay mà không cần biết đến ngày mai ra sao. Ngược lại thì họ lại cố gắng rất nhiều để giữ vững cuộc sống ổn định của mình. Trong nửa đầu năm Canh Tý 2020, tài vận của tuổi Mão thì chỉ ở mức trung bình. Nhưng bắt đầu từ sau Tết Đoan Ngọ, vận may của họ sẽ lội ngược dòng, gõ cửa nhà tuổi Mão tới tấp. Công việc của tuổi Mão thì ổn định, tiền tiêu không phải lo nghĩ, đặc biệt là chuyện tình yêu của tuổi Mão thì khởi sắc hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tuổi Mão là một trong năm con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh nhẹn, hài hước, hòa đồng với mọi người và quan sát tỉ mỉ mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Tuổi Tỵ thì luôn khao khát có cuộc sống giàu sang nên họ không ngừng nỗ lực cố gắng hết mình để xây dựng sự nghiệp. Tuy trước đó vận trình của tuổi Tỵ khá là suôn sẻ, nhưng sau Tết Đoan Ngọ, những điều tốt đẹp hơn lại đến với bản mệnh. Đặc biệt, những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm tiền lớn, từ đó mà tuổi Tỵ sẽ tích góp được một khoản kha khá cho tương lai. Tình yêu nở rộ và nếu xác định tiến xa hơn với người ấy thì bạn hãy công khai mối quan hệ này và đừng để người đó chờ đợi quá lâu nhé. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là một trong năm con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, bởi bước vào thời điểm này thì vận trình của tuổi Ngọ khởi sắc hơn trước rất nhiều, đặc biệt là công việc. Tuổi Ngọ toàn tâm toàn ý dốc sức cho công việc nên họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhờ đó mà được cấp trên tin tưởng đánh giá cao. Tài vận của tuổi Ngọ cũng có khả năng tăng số, miễn là bản mệnh tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ thì trời ắt sẽ không phụ lòng người. Tuy nhiên thì những người làm ăn kinh doanh không nên đầu tư một cách mù quáng hoặc là quá tham lam, nếu không sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Tài vận và sự nghiệp đi xuống là điều không ai mong muốn. Các cụ xưa có câu, thời vận không thông mưu cầu vô ích. Vậy nên, những con giáp không được may mắn cũng đừng quá là buồn khổ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đồng thời thì nên tập trung vào công việc, học tập để chờ thời. Khi mà cơ hội và tài vận đến thì những điều tốt đẹp nhất sẽ quay trở lại với các bạn. Theo nghiên cứu của những nhà tử vi học, sau Tết Đoan Ngọ thì vận khí có nhiều biến chuyển lớn. Vậy nên, những con giáp này cần phải lưu ý và hết sức đề phòng, kẻo lại trắng tay. Các nhà tử vi học cũng khuyên 12 con giáp hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân và minh quang pháp bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy của nhà Phật và được kết hợp với bộ tam hợp quý nhân giúp cho 12 con giáp được quý thần che chở, mọi việc hanh thông may mắn hơn. Đồng thời được sự soi sáng dẫn đường của đấng tối cao giúp cho mình không bị tập trung và ra quyết định đúng đắn hơn trong kinh doanh đầu tư. Khi mọi sự được hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo đến với 12 con giáp. Như quý vị đã biết, kinh doanh là con đường làm giàu nhanh nhất nhưng cũng có nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì dưới đây là 3 con giáp giỏi kinh doanh nhất, làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo. 3 con giáp giỏi kinh doanh không khởi nghiệp sẽ hối tiếc cả đời.
người ta thường nói phi thương bất phú, ý là chỉ nếu không làm ăn, kinh doanh buôn bán thì cả đời làm thuê thì khó có ngày giàu được, ngóc đầu lên được. Tuy nhiên thì có người kinh doanh sẽ càng ngày càng phát đạt, một vốn bốn lời. Nhưng ngược lại, có người càng đầu tư thì càng đổ vỡ, thậm chí là rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Vậy, trong 12 con giáp, đâu là ba con giáp giỏi kinh doanh nhất? Bạn có là một trong số đó? Hãy cùng Phong Thủy Giả Cát tìm hiểu ngay sau đây. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn trời sinh thông minh, chăm chỉ, nhạy bén với các con số. Ngoài ra thì họ còn là người quyết đoán, có chí tiến thủ và có mục tiêu hoài bão lớn. Ngay từ khi còn trẻ, những người tuổi Thìn đã vô cùng hào hứng với việc kinh doanh, có thể lời lãi chẳng được bao nhiêu và thậm chí là không ít lần vấp ngã. Nhưng tuổi Thìn không vì vậy mà chán nản bỏ cuộc. Sau mỗi lần như thế thì họ lại tiếp tục đứng lên, coi đó là một bài học và nhờ vào sự kiên trì nhẫn nại mà dần dần con giáp này sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để thành công trong việc kinh doanh sau này. Hơn nữa, con giáp này còn có tài tổng hợp và đánh giá tình hình kinh doanh một cách khoa học. Tuổi Thìn cẩn trọng trong từng đường đi nước bước nên ít khi gặp phải thất bại hay là thua lỗ. Do đó, đây là một trong ba con giáp giỏi kinh doanh nhất trong 12 con giáp. Tuổi Thân. Tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, nhạy bén và nhờ vậy mà họ có thể hiểu hay nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thể nhìn thấy. Là một người thông minh, biết sử dụng và quản lý nguồn lực nên tuổi Thân rất phù hợp để trở thành một doanh nhân. Với khả năng quan sát tài tình, tuổi Thân có thể tìm thấy nhiều cơ hội kinh doanh mới. Những trường hợp ví dụ như là đồng béo bở, từ đó biết cách nắm bắt và thu được món hời lớn. Ngoài ra thì tuổi Thân còn là bậc thầy quản lý tiền bạc. Nếu bạn quen một vài người tuổi Thân nhưng chưa lập nghiệp, kinh doanh, có thể là do họ đang tích lũy tiền bạc để chờ thời cơ mà thôi. Nếu không, con giáp này không kinh doanh thì đúng thật là lãng phí. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi trời sinh vốn hào phóng, tốt bụng và được coi là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đừng nghĩ rằng những người tốt bụng không thích hợp để kinh doanh vì có thể họ sẽ bị lừa gạt, lâm vào cảnh khốn cùng. Thực tế thì tuổi Hợi rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm, có chính kiến riêng và biết nắm bắt cơ hội. Do đó mà con giáp này rất phù hợp để kinh doanh, buôn bán. Nếu những người tuổi Hợi đang kinh doanh thì việc kinh doanh của họ càng ngày càng lớn và nhờ quý nhân giúp đỡ, họ sẽ tích lũy được nhiều của cải và trở thành người giàu có. Ngoài ra thì nữ tuổi Hợi còn là con giáp số vượng phù ích tử nên sau khi kết hôn, sự may mắn của họ sẽ được suôn sẻ với những người xung quanh, giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu chồng làm công ăn lương, sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió, còn nếu buôn bán thì chắc chắn kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt. Những người thuộc ba con giáp giỏi kinh doanh trên nếu vẫn đang làm công ăn lương 3 cọc 3 đồng thì quả thực là đáng tiếc. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, sử dụng sự thông minh nhạy bén của mình và cộng thêm một chút may mắn, có thể bạn sẽ trở thành ông chủ, bà chủ. Quý vị thân mến, nhiều người tuy lười biếng không cố gắng nhiều nhưng vẫn được hưởng cuộc sống sung túc an nhàn bởi vì họ hơn người khác ở sự may mắn. Dưới đây là 5 con giáp lười biếng nhưng luôn rủng rỉnh. Bạn có phải là một trong số đó? Mời các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung. 5 con giáp siêu lười biếng nhưng luôn rủng rỉnh, tiền tiêu không phải nghĩ. Nhiều người thường nói rằng có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Ý muốn nói rằng con người muốn có của ăn của để thì phải cố gắng chăm chỉ lao động từng ngày. Tuy nhiên thì trên thực tế, có một số người dù có cố gắng chăm chỉ như thế nào thì cũng chỉ đủ ăn đủ sống, chật vật qua ngày. Bởi do họ thiếu một chút may mắn, cũng chính vì vậy mà dân gian có câu xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Quả thực vậy, trong tử vi 12 con giáp thì có một số con giáp không thực sự giỏi giang cố gắng nhiều, cứ đường định nhưng họ vẫn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, cơ hội giàu sang cứ ập tới, hết lại có. Dưới đây sẽ là 5 con giáp lười biếng nhưng rủng rỉnh. Bạn có phải là một trong những số đó? 1. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn tuy thông minh, nhanh nhẹn nhưng được đánh giá có tính cách khá là lười bởi đi tới đâu họ cũng chỉ ngồi im một góc, phải chỉ tay tận việc. Phải chỉ việc tận tay thì mới chịu làm chứ ít khi tự giác. Thậm chí là có những việc phải nói đi nói lại nhiều lần thì tuổi Thìn mới chịu làm.
Mặc dù vậy mà tuổi Thìn là những người ngoài lạnh trong sáng, sở hữu trái tim nhân hậu, và một khi cần họ giúp đỡ thì tuổi Thìn sẽ không nề hà chuyện gì và sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Cũng chính vì lòng tốt đó mà tuổi Thìn thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ trên con đường kiếm tiền làm giàu. Chính là lý do tuổi Thìn cần phải chỉ sử dụng một nửa quỹ thời gian so với người khác cũng có thể có thu nhập khá hơn. 2. Tuổi Tỵ. Do bản tính hay suy nghĩ, suy tính thiệt hơn, cộng thêm một chút lười biếng, nên những người cầm tinh con rắn thường khá là chậm chạp, lề mề. Đa số những người tuổi Tỵ chỉ thích chơi bời hưởng thụ, chứ ít khi cảm thấy hứng thú khi mà làm công việc gì. Thế nhưng, tư duy của những người tuổi Tỵ rất nhanh nhạy, và hơn nữa, bản mệnh rất giỏi giao tiếp, khả năng ứng biến tốt, biết tiến biết lui nên rất được lòng người khác. Chính vì vậy mà tiền tài lộc lá của tuổi Tỵ đa số đến từ cái miệng và ví tiền của người khác, chứ không phải là họ do họ thực sự làm ra. Tuy nhiên thì sự may mắn và lộc lá của tuổi Tỵ khá là bền vững, khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị. 3. Tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi thường có tình ý trong người, nếu gặp những việc không hứng thú thì họ thường không muốn ép buộc mình làm, nên bản mệnh thường tìm mọi cách để từ chối. Do đó mà thái độ làm việc của tuổi Mùi có thể khiến cho người khác khó chịu nhưng không thể thay đổi được, vì đó đã là bản tính ăn sâu vào trong máu của người tuổi Mùi. Những tưởng khi sở hữu tính cách đó, tuổi Mùi sẽ không thể thành công hay là vất lên được. Nhưng ngay từ khi sinh ra, đa số những người tuổi Mùi đều được quý nhân phù trợ và họ luôn nhận được những sự giúp đỡ từ bố mẹ và người thân. Người tuổi Mùi thường hay kêu ca tự nhận mình số khổ, nhưng nếu khi mà so sánh kỹ, cuộc sống của họ sung sướng hơn rất nhiều người. Bởi họ không cần cố gắng quá nhiều thì cũng có thể đạt được vị trí mà nhiều người mong muốn. Chính vì những lý do đó mà tuổi Mùi được xếp vào hàng 5 danh sách con giáp lười biếng nhưng luôn rủng rỉnh trong 12 con giáp. 4. Tuổi Thân. Đa phần tuổi Thân đều có tính tình khó chịu khi phải làm công việc không muốn làm hoặc là không có hứng thú. Tuổi Thân đều làm một cách qua quyết, chống đối cho xong việc. Tuy nhiên thì đối với những việc mà tuổi Thân thích hợp, họ sẽ dốc toàn tâm toàn lực cố gắng để hoàn thành công việc đó. Mặc dù không phải là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhưng đa phần tuổi Thân lại có tương lai rất sáng lạn, thăng quan tiến chức nhanh. Điều này là do có sự thông minh và bản lĩnh của tuổi Thân mà nhiều người không thể ngờ tới. 5. Tuổi Hợi. Những người cầm tinh tuổi Hợi thì thường thật thà, chất phác, dễ dàng bao dung tha thứ cho người khác, và đặc biệt là họ luôn niềm nở vui vẻ với tất cả mọi người. Tuy nhiên thì nhược điểm của tuổi Hợi đó là làm việc gì cũng đủng đỉnh, có chút tham ăn, lười làm. Nhưng cho dù vậy, người cầm tinh con Lợn thì không bao giờ gặp phải cảnh nghèo khó. Bởi những người tuổi Hợi ngay từ khi sinh ra đã được cho là có số sướng, số hưởng thụ và độ may mắn của họ cũng đứng trong top đầu 12 con giáp. Không chỉ vậy, họ còn được quý nhân giúp đỡ nên gặp dữ đều hóa lành. Đường đi tới ngõ cụt, ắt sẽ thấy lối ra và tiền tiêu cứ hết rồi lại có. Điều này cũng có thể là do tuổi Hợi luôn đối xử tốt với những người xung quanh nên nhận được tài lộc từ những người đó mang lại. Chính vì những lý do đó mà tuổi Hợi là một trong 5 con giáp lười biếng nhưng luôn rủng rỉnh, khiến cho người khác ghen tị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chia sẻ về những con giáp xui xẻo và những con giáp siêu giỏi của Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có những giây phút bình an, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.